Tạp chí The World Zone ngày 26 tháng 11 đưa tin Ukraine đã phát động cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa Atex MS do Mỹ cung cấp vào một sân bay của Nga trong đêm ngày 24 tháng 11, dạng sáng ngày 25 tháng 11. Theo thông tin do truyền thông Nga công bố, đó là sân bay Kalino nằm cách biên giới Ukraine khoảng 96 km. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy âm thanh rung chuyển của các vụ nổ và tiếng còi báo động không kích. Tám tên lửa Atex MS và 12 UAV đã tấn công tỉnh Cớt trong đêm 24 tháng 11, dạng sáng ngày 25 tháng 11 nhắm vào sân bay Kalino. Cũng theo Astra, đã có ít nhất một tên lửa đánh trúng sân bay Kalino khiến hai binh sĩ bị thương. Ngoài ra, một ngôi nhà riêng đã bị hư hại. Vụ phóng tên lửa dường như được thực hiện từ thành phố Konotop, vùng Sumy, Ukraine. Trong một thông báo riêng lẻ trước đó, Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công tên lửa trong đêm ngày 24 tháng 11 đã phá hủy một trạm radar của tên lửa phòng không S-400. Hiện chưa rõ trạm radar này có ở sân bay Kalino hay không. Nhóm phân tích Frontalian Insight của Ukraine cho biết cuộc tập kích có khả năng làm gián đoạn hoạt động của sân bay Kalino và đây là một tin tốt cho lực lượng Ukraine với 20.000 binh sĩ đang cố thủ khu vực rộng hơn 647 km vuông xung quanh thị trấn xuất ra của tỉnh Cớt cách Kalino 80 km về phía tây nam. Theo tạp chí Forbes Mỹ, Kalino là sân bay lớn nhất với chiến trường Cớt, vì vậy, không quân Nga đã bố trí các máy bay phản lực tấn công mặt đất chủ lực tại đây như Sukhoi Su-25. Theo Forbes, cuộc tấn công vào Kalino đáng ra có thể phá hủy thêm một số chiếc Su-25. Tuy nhiên, Nga đã gấp rút xây dựng kè chắn tại căn cứ để bảo vệ máy bay. Ngoài ra, có thể nhiều chiếc Su-25 đã được sơ tán ngay trước cuộc đột kích của Aztec MS. Tuy nhiên, việc các máy bay Su-25 được di rời không có nghĩa là Kalino, nơi có các thùng nhiên liệu, cơ sở chỉ huy, nhà kho cùng các khẩu đội phòng không của Nga gần đó không phải là mục tiêu giá trị để Ukraine tấn công bằng Atec MS, dù Kiev chỉ có số lượng hạn chế loại tên lửa này. Forbes nhận định đòn tấn công vào Kalino có thể khiến lực lượng UAV của Nga mất đi một căn cứ tiền tuyến quan trọng. Nếu bất cứ khẩu đội tên lửa đất đối không hoặc chạm radar nào bốc cháy trong cuộc tấn công thì điều đó cũng có thể tạo ra một lỗ hồng mới trong hệ thống phòng không của Nga đơn cử. Trong thông báo lẻ trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đêm ngày 24 tháng 11, lực lượng tên lửa của Ukraine phối hợp với các thành phần khác của lực lượng phòng vệ đã thực hiện một cuộc tấn công vào vị trí của sư đoàn tên lửa. Trực thuộc Trung đoàn Phòng không 1490, quân đoàn số 6 của Nga ở tỉnh Cớt, Kết quả đã phá hủy một trạm radar của hệ thống phòng không S-400. Forbes nhận định Cuộc tấn công Attack MS đêm 24 tháng 11, dạng sáng ngày 25 tháng 11 là cuộc tấn công sâu thứ ba của Ukraine nhằm vào các mục tiêu chiến lược trong và xung quanh tỉnh Cớt kể từ khi Mỹ, Anh và Pháp cho phép Ukraine triển khai các loại tên lửa tốt nhất của mình chống lại một loạt mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh chiến sự tại Cớt đang leo thang, nhiều khả năng Ukraine sẽ phát động tấn công nhiều hơn nữa và Nga cũng có thể sẽ tăng cường trả đũa. NATO đang thảo luận về các cuộc tấn công phòng ngừa có độ chính xác cao nhằm vào Nga trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và NATO. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Rob Bauer cho biết Ria Novosti đưa tin. Theo Đô đốc Bauer, Liên minh đã thay đổi cách tiếp cận chiến lược quốc phòng sẽ khôn ngoan hơn nếu không chờ đợi mà tấn công các bệ phóng ở Nga nếu Nga tấn công chúng ta. Ông tuyên bố đồng thời lưu ý rằng các thành viên NATO nên đầu tư nhiều hơn vào hệ thống phòng không và tấn công có độ chính xác cao. Ông Bauer chỉ ra rằng Liên minh cần kết hợp các cuộc tấn công có độ chính xác cao để vô hiệu hóa các hệ thống tấn công và chúng ta phải tấn công trước. Ông kết luận. Ông Bauer trước đó đã nói rằng những người đứng đầu các công ty lớn của phương Tây nên chuẩn bị cho một kịch bản sản xuất quân sự. Ông thúc giục các doanh nghiệp điều chỉnh dây chuyền sản xuất và phân phối của mình cho phù hợp để ít bị tổn thương hơn trước sự tống tiền từ các quốc gia như Nga và Trung Quốc. Phát biểu tại sự kiện của nhóm chuyên gia Trung tâm Chính sách Châu Âu ở Brussels ông kêu gọi các ngành công nghiệp và doanh nghiệp phương tây thực hiện các biện pháp gian đe bauer lập luận rằng nếu chúng ta có thể đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ và hàng hóa quan trọng đều có thể được cung cấp bất kể điều gì xảy ra thì đó chính là một phần quan trọng trong khả năng gian đe của chúng ta các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị cho một kịch bản thời chiến và điều chỉnh các dây chuyền sản xuất và phân phối của họ cho phù hợp bởi vì trong khi quân đội có thể giành chiến thắng trong các trận chiến thì nền kinh tế mới là bên giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh Viên chức NATO cho biết ông đã đề cập đến Trung Quốc và Nga trong bối cảnh ông tin rằng các cuộc chiến tranh được tiến hành trong lĩnh vực kinh tế. NATO từ lâu đã tuyên bố Nga là mối đe dọa trực tiếp và các quan chức phương Tây đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu Moscow giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine, họ có thể tấn công các nước châu Âu khác. Nga đã bác bỏ những tuyên bố này là vô nghĩa, những hạn chế mà Moscow đưa ra trong thương mại với phương Tây phần lớn là để đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với quốc gia này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi xung đột ở Ukraine đang trải qua một giai đoạn leo thang mới, các cuộc thảo luận về việc đưa quân đội phương Tây và các công ty quốc phòng tư nhân đến đất Ukraine đã được kích hoạt lại. Le Monde cho biết từ nguồn tin đáng tin cậy. Các cuộc tranh luận nhạy cảm và bí mật đã được khởi động lại trong bối cảnh người Mỹ có thể giảm hỗ trợ Ukraine sau khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 2025. Cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Anh và Pháp về hợp tác quốc phòng đặc biệt với mục tiêu tạo ra một nhóm đồng minh cốt lõi ở châu Âu, tập trung vào Ukraine và rộng hơn là về an ninh châu Âu, một nguồn tin quân sự Anh nói với Le Monde. Bình luận này nhất quán với nhận xét của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean Noël Barrot khi đến thăm London vào hôm 22 tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 23 tháng 11, ông kêu gọi các đồng minh phương Tây không đặt ra và thể hiện danh giới đỏ liên quan đến việc họ ủng hộ Ukraine. Khi được hỏi về khả năng đưa quân đội Pháp trên bộ, ông tuyên bố Chúng tôi không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Theo hãng thông tấn DPA của Đức, ngày 25 tháng 11, Nga đã cáo buộc chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chống lại kế hoạch của Tổng thống đắc cử Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn địa Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong chế dịch tranh cử, ông Trump đã bày tỏ mong muốn tạo ra hòa bình và dẫn dắt mọi người đi theo con đường này. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng, Hiện tại, chính quyền Biden đang làm mọi cách để leo thang tình hình, khiến các thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn hơn. Theo Peskov, Điện The Kremlin nhận thấy nhóm cố vấn của Tổng thống đắc cử Trump đang thảo luận về một kế hoạch hòa bình tiềm năng cho Ukraine, trong khi chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden thì không, và thay vào đó đang tìm cách leo thang xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin trên đưa ra phát biểu này sau khi được yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn mà nghị sĩ Mike Walsh, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền mới, thực hiện với kênh Fox News hôm ngày 24 tháng 11. Ông Walsh cho biết, Tổng thống đắc cử Trump rất lo ngại về sự leo thang trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và rằng cuộc chiến phải được kết thúc một cách có trách nhiệm. Tờ USA Today cùng ngày đưa tin. Nghị sĩ Walsh nêu rõ Điều chúng ta cần thảo luận là ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán. Liệu đó có phải là một thỏa thuận hay một lệnh ngừng bắn? Làm thế nào để đưa cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán và sau đó là khuôn khổ của một thỏa thuận? Opeeskop cho biết Điện Kremlin đã ghi nhận những bình luận này và Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần ám chỉ rằng Moscow sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine. Tổng thống đắc cử Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, đã tuyên bố sẽ hành động để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine. Cuộc xung đột đã diễn ra hơn 1.000 ngày. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa nêu ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Bình luận của Paskov cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Biden cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa Attack MS tầm xa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Tổng thống Biden cũng có kế hoạch xóa một số khoản nợ của Ukraine. Scope lưu ý rằng chính quyền Biden đã chứng minh rằng họ sẽ làm mọi cách để đảm bảo cuộc chiến này không kết thúc. Opescope ám chỉ rằng đảng dân chủ Mỹ muốn lợi dụng điều này để hạn chế ông Trump và trả đũa cho thất bại trong cuộc bầu cử của họ. Trong khi đó, bộ trưởng ngoại giao Ukraine Andriy Sybila phát biểu tại Kiev rằng việc Moscow sử dụng loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Nga ở Ukraine và cảnh báo sẽ tấn công thêm là hành vi gây áp lực điển hình. Theo CBS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng ngăn cản bất kỳ ai ủng hộ Kiev. Các quan chức tại Moscow cho biết Nga đã bắn tên lửa đạn đạo Oresnik vào thành phố Dnipro của Ukraine vào tuần trước, mục tiêu là một nhà máy quốc phòng. Vụ phóng diễn ra sau quyết định của các đồng minh phương Tây của Ukraine cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do họ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga ngay sau đó tổng thống putin tuyên bố sản xuất hàng loạt loại tên lửa mới được cho là loại duy nhất trên thế giới theo moscow tên lửa Oresnik bay với tốc độ siêu vượt âm và không thể bị hệ thống phòng không đánh chặn